Đây là cảnh bắt cá trong khu lịch Hùng Thi nha. Bắt cá lóc dưới ao, bắt ếch dưới ao, kéo lưới câu cá. Nó có 4 trò chơi vận động trải nghiệm thực tế là kéo lưới dưới ao, câu cá và bắt ếch, bắt cá lóc dưới ao. Còn mấy trò chơi dân gian thì nó khoảng gồm 14 trò chơi dân gian nha các bạn. Trò chơi là bơi thuyền, bơi thúng, đi cầu lắc, chạy xe đạp, đi kia thừng qua sông vân vân. Và một số đi cầu treo và các trò chơi trong khu đu cấp treo rồi rim lay rồi rất là vui. Các bạn hãy đăng ký ngay với khu lịch Hùng Thi nằm ngay trung tâm làng Hoa Sa Đéc thuộc thành phố Hoa Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp. Số hotline là 0918708965. Rất vui phục vụ tất cả chúng ta. Trời ơi còn nhiều lắm á, bắt chưa hết nha, thấy vậy chứ không phải dễ bắt đâu nha. Không chừng nó nằm dưới chân mình á. Đó đó.